Sắp rất nhiều nhạc cụ phục vụ anh chị em xa gần. Anh chị em có nhu cầu inbox cho Roland Thiên Tài Bình Thuận. Đây là shop của Roland Thiên Tài. Rất là nhiều đồ để phục vụ cho anh chị. Guitar bên shop đầy kho. Bên kho của shop rất là nhiều guitar. Nhạc cụ rất là nhiều nha anh chị. Bên shop là full nhạc cụ. Anh chị em yêu môn nhạc cụ nào inbox cho Roland Thiên Tài Bình Thuận. Piano, keyboard bên shop đều có đầy đủ để phục vụ cho anh chị. Bên shop rất là nhiều mẫu guitar cao cấp. Anh chị em inbox theo số điện thoại 0386 282 707. Bên shop nhận ship code các mặt hàng nhỏ nhẹ đi toàn quốc. Anh chị em có yêu thương, nhu cầu, quan tâm sản phẩm inbox cho Roland Thiên Tài Bình Thuận. Đây là dòng guitar Zena X1. Số điện thoại anh chị em liên hệ mua hàng 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Roland Piano DB90SE. Cảm ơn anh chị em luôn tin tưởng, tin dùng các mặt hàng từ shop nhạc cụ Roland rất là nhiều. Hy vọng shop nhạc cụ Roland Bình Thuận, Thiên Tài Bình Thuận sẽ nhận được nhiều sự yêu thương của anh chị dành tặng cho Roland Thiên Tài Bình Thuận. Guitar G11CS. Đây là bản mẫu mới, cũng như là màu mới rất là đẹp nha anh chị. Phiên bản màu tím.
Đây là dòng guitar của Mỹ xuất xứ Trung Quốc, guitar Zena XR. Mẫu này rất đẹp nha anh chị. Cảm ơn anh chị em đã dành chút ít thời gian quý báu để xem clip. Anh chị em có nhu cầu cứ inbox cho Roland Thiên Tài Bình Thuận. Cảm ơn anh chị em Sài Gòn rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review các mặt hàng tiếp theo. Anh chị em có yêu cầu, anh chị em có nhu cầu mua các mặt hàng về nhạc cụ cứ inbox cho Roland Thiên Tài Bình Thuận. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review tiếp theo. Bye bye.